Hoán Đổi tập 1. Là con trai nữa hả? Tranh thủ mà đẻ đẻ lẹ đi, rồi đẻ thêm đứa khác. Đã ba đứa rồi đó vợ, con trai làm được trò trống gì mà đẻ cho lắm vào. Nhất định phải đẻ thêm đứa con gái. Lau nhà chưa? Quét nhà chưa mà lại đi ngồi thảnh thơi quá vợ? Anh có thai mệt như vậy, em cũng phụ anh làm việc nhà đi chứ. Chỉ là mang bầu thôi mà, làm gì ghê vậy? Mau đi làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn. Nhìn cái gì? Phụ nữ tam thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Huống chi bây giờ anh đang có bầu, người ngợm thì hôi hám xấu xí. Cô không xứng đáng là mẹ của con tôi. Trời trời, bây giờ còn dám nổi giận với tôi nữa hả? Tôi nói cho anh biết, cái thứ đàn ông mà không biết đẻ con gái nói dỗi tông đường như anh á, thì chỉ có vứt. Còn nữa, bây giờ anh ta đang mang thai con của tôi, mà lại là con gái nữa. Anh nhắm có sống được thì sống, không sống được á thì ly hôn đi. À, à, bác sĩ cứu với. May quá, chỉ là mơ thôi. Đã nói rồi, sinh con gái chỉ là một lũ ăn hại thôi. Phải sinh cho tôi một thằng con trai. Đàn bà mà không biết đẻ con trai á, thì chỉ có vứt đi thôi. Đàn ông mà có cái gú bên ngoài khi vợ có bầu là chuyện bình thường mà. Tha thứ được thì tha thứ, còn không tha thứ được á, thì ly dị. Ủa, vợ mấy người sinh con mấy người không đi thăm hả? Đi làm gì, chỉ toàn sinh con gái. Chi bằng ở bên em. Dẻo miệng. May quá, chỉ là mơ thôi. Thật sự chỉ là mơ thôi sao?